Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hợp âm của điệu bolero ở tông rê thứ. Tại sao các bạn thấy chỉ có một vấn đề, một chuyện mà tôi phải hướng dẫn các bạn ở ba tông khác nhau? Bởi vì ba tông này la thứ, mi thứ và rê thứ các bạn rất là hay gặp ở điệu bolero. Thứ hai đó là nếu như các bạn nắm được ba tông này thì cho dù người ta hát ở tông khác thì các bạn vẫn có thể biết cách di chuyển, thì các bạn sẽ suy ra được các tông khác. Và ở đây với tông rê thứ sẽ khó hơn tông la thứ và mi thứ với lý do chúng ta có hợp âm son thứ. Ở tông la thứ và mi thứ thì chúng ta chỉ toàn là hợp âm dây bu, nhưng ở đây có hợp âm son thứ là chúng ta phải chặn. Đầu tiên chúng ta đàn hợp âm rê thứ, ô nhịp thứ nhất, ô nhịp thứ hai là son thứ, ô nhịp thứ ba chúng ta chuyển qua la bảy, và ô nhịp thứ tư chúng ta trở về rê thứ, chạy cô bát và kết thúc ở rê. Và cô bát bây giờ các nốt là la, son, fa, mi, rê. Thì cô bát số 1 này các bạn thấy rất là dễ, cứ đếm từ nốt gốc theo bảng chữ cái đi lên: rê, mi, fa, son, la, d, e, f, g, a. Đầu tiên các bạn cần biết các hợp âm sau: hợp âm rê thứ, hợp âm thứ hai đó là hợp âm son thứ. Hợp âm này hơi khó đối với các bạn mới tập guitar. Hợp âm son thứ thì các bạn có thể đánh dây bass ở dây số 4 hoặc là dây số 6. Hợp âm thứ ba đó là hợp âm la 7, hoặc la 7 các bạn cũng có thể bấm như thế này cũng không sao. Và cô bass bây giờ là la, son, fa, mi, rê. Cô bát như sau. Đầu tiên chúng ta có hợp âm rê thứ, chuyển qua son thứ, la bảy, trở về rê thứ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với phần có tiếng trống. 1, 2, 3, 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.